Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ like, đăng ký cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp cờ lem 5.000 token NFTR này bạn, đến từ dự án Zone này góp nữa bạn. Thì dạo gần đây mình thấy dự án trên REM NFT giá khá là cao nên mình sẽ làm hướng dẫn các bạn cờ lem con này bạn. Thì token NFTR này tháng 9 nó sẽ list sàn Bithum được bạn. Thằng cây nè, 2003 sẽ list sàn Encinet nè. 2022 chứ. Thời gian này khá là tiềm năng các bạn đang claim các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, mở trình duyệt chiếc chocolate cho mình ra nè. Sau đó dán vào trình duyệt react nè. Rồi bấm gỡ. Các bạn dán vào bạn có một chữ claim các bạn Điều đặc biệt con này nó không có bán trong chương trình bán hàng kết nối nè. Nó không có bán official nên mình claim nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn được 0.73 đô nè, 0.05 BNB nè, bạn chấp thuận luôn các bạn, khá là rẻ. Rồi sau đó các bạn mở trình duyệt chocolate mình ra nè các bạn. Rồi các bạn qua trang BC scan bạn check nha các bạn. Thấy cái này khá là ngon đó các bạn. Ok, mình đã về được 5.000 token NFTG nữa các bạn. Rất là mau luôn các bạn. Trong cung có 1 tỷ. Rồi các bạn copy con chat của nó nè các bạn. Các bạn mở trình duyệt chiếc chocolate mình ra các bạn. Mình dán vào đây. NFTG không có thì bạn dán con chat của nó vào đây nè. Sau đó các bạn trở lại trang BC scan, các bạn scan cho tất cả các bạn bấm vào NFT game token tên nè. Rồi các bạn nhắn vào đây nha tất cả các bạn. Rồi ký hiệu thì các bạn ghi NFTG số tài khoản máy đây. Ký hiệu NFTR nè. Sao chép nè. Số tài khoản là 9 nè. Khá là đơn giản các bạn. Rồi số tài khoản là 9 nè. Rồi bạn muốn làm xong nè. Khá là nhiều token. Ok, mình đã nhận được 5.000 token NFTR nè các bạn. Giá này làm bên game nên khá là tiềm năng. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 5.000 token NFTR đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.